Dạo này diễn sâu lắm, diễn sâu lắm.
Sao đi từ đường này ra đi ngược. Người đẹp chuyển giới Đinh Y Nhung chuyển giới thành công nhất luôn. Người đẹp chuyển giới thành công nhất luôn. Thì ngay cả chủ thông thì phải hướng là những cái cuộc đời để tập trên các nhà của mình trên mạng xã hội sẽ nhiều cái
Thank you.
Quốc Huy kìa, ok kìa. Quốc Huy, Quốc Huy. Bánh mì ơi. Vâng ạ, quý vị thân mến, tiếp nối chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ sự xuất hiện trên khu vực thảm đỏ đó chính là nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân. Hoạt động phải là cung đi, mãnh liệt đi theo cả, đó thành ra là
sĩ từ Hàn Quốc tới nghệ sĩ Việt Nam. Công năm nay mới được làm cái bài và chứ còn cả thế giới là bây giờ người ta bị sắp lại hết rồi. Và nó là bài của em cũng có em cũng có đó là người Nam. Chúc mừng mẹ hôm nay đi thảm đỏ thật là hoành tráng. Đừng là lạc mất con nữa rồi. Không có. Đây. Còn đứa nó đang đố dìm nè. Dìm được thừa sức. Ai bữa nào mua con dìm em khó lắm anh ơi, kiểu em làm cái leo rất khó dìm à. Thôi mày đóng vai đàng hoàng không có nhây nữa. Ok. Của ai đấy thế? À, Vũ Long. Vũ Long hả? Cắn này người.
mua sau cuối năm ha. Em bắt đầu tư bộ đồ nail nè, cắt tỉa chưa, thấy hột xoàn không không. Tôi tưởng là diễn viên Hollywood nào. Xe đi vô ổn nhất chơi. Đi nhậu anh. Đi nhậu, hai đứa đi nhậu. Hai đứa lớn thì đi event, hai đứa nhỏ đi nhậu. Đi tất niên rồi đấy. Nhưng mà hình như là ông bố có vẻ là gầy đi và đẹp trai hơn. Đấy à? Vậy đó. Em sẽ dựng bước đi vô cùng lần này. Soi ngôi sao đóng dấu. Ngôi sao được dấu. Cái ta đôi. Dấu mặt ba. Ủa. Dấu mặt ba hả? Dấu tay đây.
Thầy đánh dấu cho bác cái này. Có chưa, có chưa, có phải không? Không phải. Đâu, có thấy đó. Nó được mấy tuổi ra? 3 tuổi 10 tháng. Ờ, sắp 3 tuổi rồi. 9 tháng. Cuốn hello đi à? Cuốn hello đi. Cuốn hello đi. Cuốn hello đi. Hello, hello, chú đi. Hello, hello. Hello, máy quay nè. Đây nè, hello, máy quay, máy quay đẹp quá kìa. Hello. 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 Xinh à? Máy tao đi. Mày nghĩ sao mà xóa? Nhân vật hot nhất này, hot nhất tuần. Xóa đi anh rồi. Anh nữa khi mới lại tiếng riêng nha, khỏi chung. Hả? Đi riêng, khỏi đi chung. Đi nói nhóc. Đó, ok, cứ chỉ anh em mình liên lạc. Ok. Anh đi nhóc. Đu với cả Kiêm giống nhau ghê á. Hai đứa đứng cạnh nhau này. Đứng cạnh nhau này, nhìn giống nhau. Đẹp trai anh em, xin chào đồ tơ. Đứng lên là đứng lên đây. Rồi, Kim vô đi. Xin được giới thiệu. Anh nhớ bài đấy là bài gì? Thấy một bài lần. Em cũng có. Vũ công, làm đầu này lâu không? Nhanh lắm anh ạ. Em hiểu rồi. Em có rồi. Ở trên kia hả? Chắc phải ở đây hả? Mình cứ lên đi kia cho đi. Rồi chị đi. Thank you.
xin giới thiệu rapper tiếng nhóm Lên Lên đề cử giải trí nhỉ? Dạ, hôm nay đề cử giải đi cũng đông. Xin cái điều hoa hồng lên không đâu nhé.
xin giới thiệu top 5 một Việt Nam Phước Quỳnh. Xin giới thiệu ca sĩ Trang Ngọc Hằng. Xin được giới thiệu người đẹp Julia Hồ. Xin được giới thiệu người đẹp Á Nhi. Ông xã Nhật Lộ. Yeah.
Anh lên TV. À. Gala. Giờ về luôn. Về luôn. Em có cắt sợ. Em có bộ máy. Dạ. Em có cuốn giọng đó. Chị sướng khi đi anh em ạ. Mặc em lớp cho anh được. Rồi em lớp. Ông quên. Để em lớp đi, để em lớp cho nó. Đâu, nó cũng gửi cái này. Nó cũng gửi cho anh chứ. Ok, ok. Anh Linh à? Gala của anh Linh TV. Cái này là dê đó, mấy tay chân nó nhỏ xíu không? Này có căng quá. Có căng quá. Tiền kiếp mà nè. Nó ổn đó. Tôi chắc. Tôi chắc. Trả lời đi. Có tôi chắc nha. Rất là. Đúng là có tôi chắc nha. Cùng năm tháng 2 đi chương trình bên em. Hả? Cùng năm tháng 2 đi chương trình bên em. Ừ, ok. Em làm chương trình kỷ niệm 22 năm thành lập của Trung Quốc. Yeah.